Bảo Lộc Phạm Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với La thư tìm người thân. Theo một cuộc nghiên cứu, trút giận không làm giảm cơn giận, kèm nén cơn giận có hiệu quả hơn. WHO phát hiện thành phần siroho bị dán nhãn giả, cảnh báo các hãng dược Bưu điện ở dương nhìn CD treo thưởng 150.000 đô la để bắt thủ phạm cướp xe USPS Los Angeles, miền Nam California bảo lãnh tại ngoại 2 triệu đô la cho Victory Nguyễn Người bị bắt vì chỉa súng trường từ chung cư bắn xuống đường 50 phát Cựu bác sĩ chỉnh xương ở California tự đặc biệt danh là bố già lãnh hơn 54 năm tù Một người đàn ông ở Monterey, miền Nam California đã đưa họ hàng qua Mỹ Rồi hạnh hùng lạm dụng đến có thai California cùng với các công ty bảo hiểm tìm cách giảm chi phí. Cúm da cầm đang lây lan sang nhiều vật nuôi ở trang trại, làm cho người dân lo lắng liệu sữa và trứng có an toàn không. Ông Mike Johnson tuyên bố sẽ không từ chức chủ tịch Hạ viện. Thị trưởng thành phố Denver cắt ngân sách cho lực lượng cảnh sát hơn 8 triệu đô la để giúp đỡ cho người di cư. Một số chủ doanh nghiệp đã bất bình trước quyết định của Tổng thống Biden cấp hàng trăm ngàn giấy phép lao động cho những người nhập cư bất hợp pháp. Hồ sơ luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas được gửi tới Thượng viện. Tổng thống Biden nhận được tin không tốt về nền kinh tế ngay trước chuyến thăm Scranton, Pennsylvania. Tiến trình lựa chọn bộ thẩm đoàn tiếp tục trong phiên tòa xét xử của Tổng thống Donald Trump ở Manhattan. Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng phiên tòa hình sự đang có tác động ngược khi ông vận động tranh cử tại một quán rượu ở New York, thề sẽ cứu thành phố phát hiện Trung Quốc trợ cấp cho cuộc khủng hoảng fentanyl tại Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp muốn có lệnh ngừng bắn tại các chiến trường. Ukraine kêu gọi đồng minh giúp đỡ hệ thống phòng không. Thống kê từ chính phủ Anh Quốc, người Việt Nam vượt biên vào Anh đông hơn các công dân nước khác. Ông Tập Cận Bình của Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức, cộng tác không phải là rủi ro. Quân đội Israel yêu cầu người Palestine không quay trở lại phía Bắc Gaza sau khi các nhân chứng nói rằng quân đội đã giết chết 5 người. Hơn 100 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương trong dịp lễ tạt nước của Thái Lan. Tân Việt Nam, Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới ở phòng nhà kẻ bà. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, theo một cuộc nghiên cứu, trúc giận không làm giảm cân giận, kèm nén cân giận có hiệu quả hơn. Theo như bình thường, chúng ta nghĩ rằng việc thể hiện và trúc cân giận sẽ ngăn chặn nó, giống như xả hơi nước từ nồi áp suất. Ngày nay, một số trung tâm còn có những phòng giận dữ để mọi người có thể trút giận bằng cách phá hủy nhiều đồ vật khác nhau như đồ nội thất. Nhưng nghiên cứu từ trường đại học của tiểu bang Ohio cho thấy những lập luận như vậy là sai lầm và cần được bác bỏ. Các nhà nghiên cứu tại trường chỉ ra rằng mọi người có thể cảm thấy dễ chịu trong lúc trút giận, nhưng đó không phải là cách hiệu quả để giảm bớt cơn giận. Những phương pháp mà chúng ta thường sử dụng để giảm bớt căng thẳng như hít thở sâu, thiền, tập yoga và thậm chí đếm từ 1 tới 10 có hiệu quả hơn là trút cơn giận. Đối với những nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tại trường đã phân tích 154 nghiên cứu có liên quan tới sự tức giận. Các nghiên cứu có tổng cộng 10.189 người tham gia, đại diện cho nhiều giới tính, lứa tuổi, nền văn hóa và sắc tộc khác nhau. Các nhà nghiên cứu tìm thấy rất ít bằng chứng cho thấy việc trút cơn giận giảm bớt được sự tức giận. Trong một số trường hợp, việc trút giận có thể làm tăng thêm sự tức giận. Họ nói, điều thực sự hiệu quả là làm giảm hưng phấn sinh lý, nói cách khác là hạ nhiệt. Trên thực tế, những hoạt động làm tăng hưng phấn tâm sinh lý không thể kìm nén được cơn giận, thậm chí một số hoạt động còn có thể khiến cho con người tức giận nhiều hơn, đặc biệt là chạy bộ. Brass giáo sư giao tiếp tại trường, đồng tác giả nghiên cứu cho biết, để giảm sự tức giận, cách tốt nhất là tham gia vào các hoạt động giảm mức độ hưng phấn, bất chấp những gì hầu hết mọi người nghĩ, ngay cả việc chạy bộ cũng không phải là một chiến lược hiệu quả vì nó làm tăng hưng phấn và cuối cùng nó phản tác dụng. Nghiên cứu của họ kiểm tra các hoạt động làm tăng và giảm mức độ kích thích. Phần trước bao gồm đấm bao cát, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, trong phần sau thì bao gồm hít thở sâu, chánh niệm, thiền và yoga kết quả cho thấy các hoạt động làm giảm mức độ kích động sẽ làm giảm sự tức giận cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực tế những hoạt động này trước đây đã được chứng minh là làm giảm căng thẳng và cũng có hiệu quả trong việc kiềm chế cân giận Sophie Cowick, tác giả chính của nghiên cứu và hiện là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Virginia Commonwealth cho biết, trong xã hội ngày nay, rõ ràng tất cả chúng ta đều phải đối mặt với rất nhiều căng thẳng và cần học cách để giảm bớt nó. Mọi người có thể thấy rằng những chiến lược hiệu quả để giảm bớt căng thẳng cũng có hiệu quả trong việc giảm bớt sự tức giận. Bushman lưu ý rằng một số hoạt động của cơ thể làm tăng mức độ hưng phấn có thể tốt cho tim nhưng không phải là cách tốt nhất để giảm bớt sự tức giận. Ông nói đây thật sự là một cuộc chiến vì những người tức giận muốn trút giận nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng bất cứ cảm giác dễ chịu nào chúng ta có được khi trút giận thật sự sẽ củng cố thêm sự hung hăng. WHO phát hiện thành phần siroho bị dán nhãn giả, cảnh báo các hãng dược Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 15 tháng 4 đã phát cảnh báo đến các hãng dược phẩm về năm lô cồn có vị ngọt propylene glycol, một thành phần được sử dụng để bào chế siro ho, bị nhiễm hóa chất độc hại ethylene glycol là EG, đã bị dán nhãn giả mạo là do các chi nhánh của công ty hóa chất Dow Chemical của Mỹ tại châu Á và châu Âu sản xuất. Hành động này diễn ra sau khi cơ quan quản lý dược phẩm Pakistan DRAP đưa ra ba cảnh báo trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 về hàm lượng cao của EG trong những chiếc thùng đựng propylene glycol mà cơ quan này thu giữ và được cho là do các chi nhánh của trào chemical ở Thái Lan, Đức và Singapore sản xuất. DRIP đã gửi các thùng propylene glycol này lên WSO để kiểm tra và kết quả các mẫu cồn trên đã nhiễm EG với mức từ 0,76%, cao hơn so với hàm lượng EG được cho là an toàn theo tiêu chuẩn sản xuất của thế giới dưới 0,1%. siroho có chứa EG do Ấn Độ và Indonesia bào chế, có liên quan tới 300 trường hợp trẻ em tử vong trên toàn thế giới kể từ cuối năm 2022 các loại siro này được phát hiện chứa hàm lượng cao EG và diethylene glycol cũng là một loại hóa chất độc hại dẫn đến tổn thương thận cấp tính và gây tử vong. Trong trường hợp của Indonesia, cơ quan chức năng đã phát hiện một nhà cung cấp đã dán nhãn giả của Trao Chemical chi nhánh ở Thái Lan lên các thùng chứa XG và họ bán cho một nhà phân phối để sử dụng trong ngành dược phẩm. Theo WHO, những lô cồn này đã được dán nhãn sản xuất trong năm 2023, vài tháng sau khi tổ chức WHO phát cảnh báo trên toàn thế giới kêu gọi những hãng dược phẩm kiểm tra chất lượng nguồn cung ứng của họ. Trao Chemical đã xác nhận các lô cồn này không phải do hãng của họ sản xuất hoặc cung cấp. Cảnh báo của WHO được đưa ra trong cùng thời gian, các cơ quan quản lý dược phẩm ở Tanzania và Rwanda cùng với Nigeria, Kenya và Nam Phi thu hồi các lô siro ho dành cho trẻ em của hãng Johnson Johnson sau khi Nigeria thông báo phát hiện hàm lượng cao ethylene glycol trong những lô thuốc này. Bưu điện ở Dương Nhìn CD trao thưởng 150.000 đô la để bắt thủ phạm cướp xe USPS. Một người vận chuyển thư của bưu điện Hoa Kỳ đã bị cướp bằng súng vào cuối tuần qua, theo Sở Cảnh sát của thành phố Dương Nhân. Lúc 2 giờ 19 phút chiều thứ Bảy, Cảnh sát thành phố Dương Nhân được cảnh báo về báo cáo một người vận chuyển thư của bưu điện bị cướp bằng súng ở khu vực dãy nhà 4.600 trên đường Grenada. Cảnh sát cho biết người đưa thư bị thương nhẹ và được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nghi phạm hoặc các nghi phạm liên quan vẫn đang lẫn trốn và chưa bị bắt giữ. Những ai có thông tin liên quan đến vụ cướp, xin vui lòng hãy liên lạc với cảnh sát theo số điện thoại 510 675 5227. Thông tin ẩn danh cũng có thể được để lại tại 510 675 5207. USBS cũng treo thưởng lên tới 150.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án các nghi phạm, có thể liên lạc với dịch vụ kiểm tra bưu điện theo số điện thoại 877 876 2455. Vào năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại quận Bắc của California lưu ý rằng số tội phạm liên quan đến các can thiệp vào thư tính đã gia tăng. Los Angeles miền Nam California bảo lãnh tại ngoại 2 triệu đô la cho Victory Nguyễn, người bị bắt vì chĩa súng trường từ chung cư bắn xuống đường 50 phát. Victory Nguyễn là một đầu bếp tự kinh doanh 41 tuổi, sau khi Victory Nguyễn bị bắt vì bắn nhiều phát đạn ước tính từ 30 đến 50 phát từ sân thượng của một tòa nhà chung cư ở Marina Del và đã quay trực tiếp lên mạng truyền thông xã hội, cảnh sát Los Angeles đã được gọi đến vì tiếng súng tại Pearl Apartments trên dãy nhà 4100 của Via Marina vào khoảng 10 giờ 15 phút tối ngày thứ bảy. Khi tới nơi thì cảnh sát gặp phải tiếng súng nổ từ trên sân thượng Cảnh sát đã phải đóng hết tất cả các con đường xung quanh, bao gồm Via Dolce và Via Marina ở phía nam của Đại lộ Washington, đồng thời ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ cho những người dân. Cảnh sát từ trực thăng đã phát hiện Nguyễn trên sân thượng, người đã chủ động bắn súng trường. Nguyễn được cho là đã trang bị một loại vũ khí bao gồm súng trường AR-15 và nhiều súng lục, đồng thời được nhìn thấy đã nạp đạn nhiều lần trong vụ nổ súng. Cuối cùng thì Victory Nguyễn đã bị cảnh sát siết chặt vòng vây, bắt giữ và tạm giam vào khoảng 1 giờ sáng ngày Chủ nhật. Không có thương thích nào được báo cáo sau vụ nổ súng. Cảnh sát tiếp tục khám xét khu vực để tìm bằng chứng, nhân chứng và bất cứ nạn nhân nào. Cảnh sát của Marina Del Rey đang kêu gọi bất cứ ai có những tin tức, hãy liên lạc với họ theo số điện thoại 310 482 6000. Cựu bác sĩ chỉnh xương ở California tự đặc biệt danh là bố già, lãnh hơn 54 năm tù. Một cựu bác sĩ chỉnh xương chiropractor biệt danh bố già bị kết án hơn 54 năm tù vì gian lận 150 triệu đô la tiền bảo hiểm tai nạn lao động của tiểu bang California. Biện lý cuộc Riverside County đã loan báo ngày thứ Hai 15 tháng 4. Hồi tháng 1, Ông Pimen Hayteri, 53 tuổi, bị kết 68 tội, gồm gian lận bảo hiểm, đồng lõa, rửa tiền, và thứ sáu tuần trước, bị kết án 54 năm và 8 tháng tù tiểu bang. Biển Lý Cuộc ra thông cáo báo chí cho hay. Theo công tố viên, từ năm 2009 tới 2014, ông Hattery điều hành vài công ty luật giả mạo và một mạng lưới phòng mạch giả mạo để chuyển bệnh nhân tới cho ông. Qua đó, ông phóng đại thương tật của bệnh nhân và ra lệnh nhân viên điều trị những thứ không cần thiết, nâng khống hóa đơn cho công ty bảo hiểm. Ông Hattery đã mở hàng loạt các trung tâm thương mại ở Riverside County, Los Angeles County và Orange County và tự nhận là bố già. Mặc dù luật sư của ông nói cái tên đó chỉ là trò đùa, theo hồ sơ của tòa án được tờ báo The Press Enterprise trích dẫn. Hệ thống bảo hiểm tai nạn lao động của California nhằm giúp những người lao động bị thương tật hồi phục mà không tốn hết tiền bạc. Ông Mike Hestrin, chánh biện lý Riverside County cho hay trong thông cáo báo chí, Tội phạm hình sự tinh vi như ông Hedery không chỉ chiếm đoạt tiền mà còn lợi dụng bệnh nhân vô tội. Bản án ngày hôm nay là thông điệp mạnh mẽ rằng Riverside County không dung thứ những tội ác kiểu này. Một người đàn ông ở Monterey, miền Nam California đã đưa họ hàng qua Mỹ rồi hạnh hung, lạm dụng đến có thai. Người đàn ông đã bị kết án 40 năm tù tiểu bang vì cưỡng hiếp một người họ hàng mà anh ta đưa từ El Salvador qua Mỹ trong nhiều năm khiến cô có một đứa con, các công tố viên cho biết vào ngày thứ Sáu. Vào tháng 10 năm 2019, một người dân đã nhìn thấy một phụ nữ trẻ chạy qua bãi cỏ tại Cotton Hall ở Monterey, trên tay có ẩm một đứa trẻ nhỏ. Khi nhân chứng tới gần cô, cô nói với anh ta rằng cô cần cảnh sát. Các công tố viên cho biết, sau đó anh ta đã giúp đỡ cô đến đồn cảnh sát và ở đó để phiên dịch cho cô trong lần tiếp xúc đầu tiên với một cảnh sát. Theo người phụ nữ kể, so Edgardo Serna 44 tuổi là họ hàng với cô, đã đưa cô tới Monterey từ El Salvador vào năm 17 tuổi. Nạn nhân cho biết cô tự nguyện đến Mỹ để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên đêm đầu tiên của cô ở Mỹ đã trở nên khủng khiếp khi Serena cưỡng hiếp cô một cách thô bạo và tiếp tục tấn công tình dục cô trong nhiều năm. Các công tố viên cho biết, do bị xâm hại tình dục nên cô có thai và sinh ra một đứa con. Nạn nhân không biết ai ở Hoa Kỳ có thể giúp cô và Serena đã theo dõi các cuộc gọi của cô về El Salvador. Các công tố viên cho biết, chỉ tới khi Serena đe dọa con mình, cô mới đủ can đảm để bỏ chạy và tìm kiếm sự giúp đỡ. So Agado Sanar, 44 tuổi, bị kết án về tội cưỡng hiếp một đứa trẻ trên 14 tuổi, hai tội cưỡng hiếp và một tội cưỡng bức. Các quan chức cho biết, người đàn ông này bị kết án 40 năm tù và phải ghi danh là tội phạm tình dục suốt đời. Cảnh sát nói, nếu bất cứ ai bị tấn công tình dục và cần ai đó để trò chuyện, xin hãy gọi đến đường dây nóng quốc gia về tấn công tình dục để được giúp đỡ theo số 800 656 4673 California cùng với các công ty bảo hiểm tìm cách giảm chi phí Ông Ricardo Lara, Bộ trưởng Bộ Bảo hiểm California, kêu gọi các hãng bảo hiểm đưa ra những ý tưởng mới để không tăng giá nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng bảo hiểm, theo tờ báo Commodore. Ông Ricardo Lara là người ban hành các quy định mới để giải quyết cuộc khủng hoảng bảo hiểm tại tiểu bang, nói với Commodore rằng Ông thấy như mình đang trong một cuộc hôn nhân gượng ép với ngành bảo hiểm và chúng tôi phải ở với nhau vì con cái. Nhưng ông Lara đã tìm được một vài điểm tương đồng với ông Paul Vargas, tổng giám đốc của former Insurance, tại một hội nghị thượng đỉnh ngành bảo hiểm đầu tiên ở Los Angeles, California vào ngày thứ Tư ngày 10 tháng 4 các ủy viên bảo hiểm giới chức chính phủ đại diện ngành bảo hiểm các tổ chức phi lợi nhuận và học giả từ khắp nơi của nước mỹ và cả thế giới đã tụ tập để tham dự hội nghị thượng đỉnh ngành bảo hiểm có tên là global sustainable insurance summit trong tình trạng, người dân phải đối mặt với phí bảo hiểm nhà và xe tăng vọt hoặc rất là khó để mua bảo hiểm. Khi ông Lara hỏi cần phải làm gì để các hãng bảo hiểm mở lại chính sách ở California sau khi họ ngưng bán hoặc trì hoãn việc bán bảo hiểm cho thần chủ mới, ông Vargas đã nêu ra một trong những quy định mà ông Lara mới công bố gần đây là cho phép các công ty bảo hiểm sử dụng mô hình thảm họa khi định giá. Điều đáng chú ý là tổng giám đốc của một công ty bảo hiểm lớn tại Hoa Kỳ đã công khai bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch của ông Lara. Cho đến nay, thì các nhóm thương mại bảo hiểm hầu hết đã thay mặt các công ty bảo hiểm phát biểu về tình hình trong tiểu bang. Điều này đã buộc các chủ nhà phải chuyển sang biện pháp cuối cùng là Fair Plan. Fair Plan là một lựa chọn bảo hiểm quan trọng cho người dân và doanh nghiệp California, được thành lập cách đây hơn 50 năm để cung cấp các lựa chọn bảo hiểm cho người dân California. Sứ mệnh của Fair Plan là bảo vệ người tiêu dùng bộ bảo hiểm do ông ricardo lara đứng đầu giám sát luật của california để bảo đảm fair plan giải quyết được các nhu cầu khác nhau của người dân california một số chi nhánh của Farmers đã ngừng bán bảo hiểm ở california từ cuối năm ngoái nhưng ông louis sahagen phát ngôn viên của farmers đã nói với Camera rằng vào thời điểm đó các cơ sở farmers khác cung cấp bảo hiểm cho hầu hết khách hàng của công ty trong tiểu bang vẫn tiếp tục hoạt động ông Lara và ông Vargas đã đồng ý về một số điểm nữa mà cả cơ quan quản lý và ngành bảo hiểm cần phải làm, đó là chia sẻ dữ liệu làm việc với nhau, trao đổi với người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc học hỏi từ những người khác để giảm bớt thiệt hại. Theo Bộ Bảo hiểm, những hãng này bao gồm CSAA, Mercury Insurance, American Family Insurance, Nationwide và Job, State Farm, là công ty làm cho bộ bảo hiểm thất vọng vào tháng trước khi cho biết họ sẽ không gia hạn hàng chục ngàn hợp đồng bảo hiểm cho chủ nhà cùng thời điểm ông lera đưa ra dự thảo quy định về mô hình thảm họa và cũng không cử đại diện của hãng tham dự hội nghị một tổ chức phi lợi nhuận là sirex đã làm việc với các nhà đầu tư công ty và các tổ chức phi lợi nhuận khác để ủng hộ và tài trợ sự việc này làm việc với bộ bảo hiểm california để tổ chức hội nghị Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Ceres cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng điều quan trọng là kêu gọi mọi người ngồi lại với nhau để giúp đỡ cho cư dân California và những người khác trên toàn thế giới. Cúm gia cầm đang lây lan sang nhiều vật nuôi ở trang trại, làm cho người dân lo lắng liệu sữa và trứng có an toàn không. Dịch cúm da cầm bùng phát ở bò sữa của Hoa Kỳ ảnh hưởng tới hơn 20 đàn bò ở 8 tiểu bang, chỉ vài tuần sau khi nhà sản xuất trứng lớn nhất Hoa Kỳ phát hiện virus này trong gà của mình. Các quan chức y tế nhấn mạnh rằng rủi ro đối với công chúng là thấp và nguồn cung cấp thực phẩm của Hoa Kỳ vẫn an toàn và ổn định. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, tại thời điểm này vẫn chưa có lo ngại rằng tình huống này gây ra rủi ro cho sức khỏe của người tiêu dùng hoặc nó ảnh hưởng đến sự an toàn của nguồn cung cấp sữa thương mại giữa các tiểu bang. Tính tới ngày thứ Sáu, chủng cúm da cầm đã giết chết hàng triệu con chim hoang dã trong những năm gần đây, đã được tìm thấy ở ít nhất 26 đàn bò sữa ở 8 tiểu bang của Hoa Kỳ, đó là Idaho, Kansas, Michigan, New Mexico, North Carolina, Ohio, Texas và South Dakota. Theo các cơ quan y tế và động vật liên bang, loại virus này được gọi là A. S5N1 đã được phát hiện ở nhiều loại động vật có vú trong vài năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên nó được tìm thấy ở gia súc. Phân tích di truyền của virus cho thấy nó không thay đổi và không dễ lây ở người. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, các quan chức nông nghiệp ở ít nhất 17 tiểu bang đã hạn chế việc nhập khẩu bò sữa từ những tiểu bang đã bị phát hiện ra virus. Nhưng cho đến nay, các cơ quan chính phủ cho biết điều đó ít ảnh hưởng đến sản xuất sữa thương mại. Ông Mark Johnson tuyên bố sẽ không từ chức chủ tịch hạ viện. Vào ngày thứ Ba ngày 16 tháng 4, ông Mike Johnson đã tuyên bố sẽ không từ chức Chủ tịch Hạ viện, đồng thời chỉ trích những người đe dọa trước phế ông là lỗ bịch. Ông Johnson tỏ ra thách thức sau khi một dân biểu của đảng Cộng hòa thứ nhì là ông Thomas Massey của Kentucky đe dọa trước phế Chủ tịch Hạ viện vì cách ông giải quyết dự luật viện trợ Ukraine và Israel. Sau khi ông Massey vừa tuyên bố sẽ đồng báo trợ đề nghị trước phế ông Johnson vừa kêu gọi ông từ chức, Ông tự nhận là Chủ tịch Hạ viện thời chiến, tôi sẽ không từ chức. Ông Johnson cho hay trong buổi họp báo tại Quốc hội vào ngày thứ ba, mà theo tôi, ai đề nghị trút phế trong khi chúng tôi đang cố gắng làm tròn bổn phận là lỗ bịch. Bên phía, những người cứng rắn của đảng Cộng Hòa ngày càng bất bình với kế hoạch phức tạp của ông Johnson về việc viện trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Vào sáng ngày thứ ba, ông Marcy đã nói riêng với đồng viện của đảng Cộng hòa rằng ông sẽ đồng bảo trợ đề nghị trút phế chủ tịch Mike Johnson. Đây là lời đe dọa mới nhất đối với ông Mike Johnson kể từ khi dân biểu Marjorie Taylor Greene đảng Cộng hòa Georgia đưa ra đề nghị trút phế ông hồi tháng trước. Ông Marcy bị đồng viện đảng Cộng hòa la ó phản đối sau khi loan báo ý định này. Một trong những người dân biểu đó cho hay rồi dân biểu Trent Kelly của đảng Cộng hòa Mississippi đứng dậy, chỉ trích ông Messi cho rằng không ủng hộ ông Johnson là sai. Ý định mà ông Messi cho rằng có lẽ ông Johnson phải dựa vào lá phiếu của đảng Dân Chủ để thông qua dự luật viện trợ Ukraine và Israel, Đài Loan, và cũng có thể để giữ ghế chủ tịch vì đảng Cộng hòa chỉ nắm thế đa số mỏng manh. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, ông Mike Johnson cũng nói rằng ông không cần dựa vào phía đảng Dân Chủ để giữ chức chủ tịch. Ông tuyên bố Cộng hòa Hạ viện sẽ giải quyết được chuyện này. Thị trưởng thành phố Denver cắt ngân sách cho lực lượng cảnh sát hơn 8 triệu đô la để giúp đỡ cho người di cư. Một thành phố thuộc đảng dân chủ kiểm soát đã công bố tài trợ 45 triệu đô la cho các chương trình giúp giải quyết số lượng người nhập cư tăng vọt mà thành phố này đang phải đối mặt, dẫn đến việc cắt giảm ngân sách hơn 8 triệu đô la cho sở cảnh sát. Thị trưởng Denver Mike Johnston vào tuần trước đã công bố gói trị giá 45,9 triệu đô la để tài trợ đầy đủ cho các chương trình dành cho người mới vào năm 2024 và tránh những tình huống xấu nhất mà thành phố dự đoán. Đó là ngoài khoản chi tiêu 44 triệu đô la đã được bảo đảm cho chương trình thông qua các hành động ngân sách trước đó. Chi tiêu dành cho người di cư bất hợp pháp trong thành phố đã tăng vọt vào năm ngoái từ 2 triệu đô la một tháng trong tháng 8 lên 15 triệu đô la trong tháng 12. Theo số liệu chính thức vào tháng 1, số lượng người di cư đã đạt đỉnh điểm khoảng 5.000 người trong các nơi trú ẩn, nhưng sau đó đã giảm xuống còn khoảng 1.000 người. Sau hơn một năm cùng đối mặt với cuộc khủng hoảng này, Denver cuối cùng đã có một kế hoạch để đối xử đàng hoàng với những người mới đến trong khi tránh bị cắt giảm tồi tệ nhất đối với các dịch vụ của thành phố, Johnston nói. Văn phòng thị trưởng cho biết họ sẽ tránh được tình trạng sa thải hoặc cho nhân viên nghỉ việc tạm thời, nhưng vẫn sẽ có những đợt cắt giảm để có thêm 45,9 triệu đô la tiền tài trợ. Văn phòng thị trưởng sẽ bị cắt giảm ngân sách gần 10%, trong khi đó sở cảnh sát Denver sẽ bị cắt giảm ngân sách 8,4 triệu đô la là khoảng 1,9% ngân sách và khoảng 5 triệu đô la trong số đó sẽ đến từ việc hạn chế tuyển dụng các vị trí còn trống. Đài truyền hình Nine News đưa tin, các sĩ quan cảnh sát vẫn sẽ được phi trường quốc tế đen vơ thuê và họ sẽ trả chi phí cho một lớp tuyển dụng. Ở những nơi khác, Sở Cứu Hỏa Thành phố sẽ bị cắt giảm ngân sách ít hơn 1%, tương đương khoảng 2,5 triệu đô la, phần lớn là do không lắp đầy các vị trí còn trống được tài trợ như một phần của khoản chi tiêu mới sẽ là chương trình người tị nạn Denver mới. Nó sẽ áp dụng cho khoảng 1.000 người trong hệ thống tạm trú và kết nối họ với các lựa chọn giúp đỡ nhà ở trong 6 tháng cho tới khi họ có thể nhận được giấy phép lao động theo yêu cầu tị nạn của mình. Cũng sẽ có chương trình Work Ready được mô tả là chương trình đổi mới sẵn sàng cho phép làm việc trước khi làm việc, qua đó người di cư có thể được kết nối với các cơ hội đào tạo bao gồm cả giảng dạy ngôn ngữ. Thành phố cho biết họ giúp đỡ hơn 40.000 người di cư trong 16 tháng, mức bình quân đầu người cao nhất so với bất cứ thành phố nào trong cả nước Mỹ với chi phí hơn 68 triệu đô la người phát ngôn của Johnston đã bác bỏ mô tả về việc cắt giảm làm ô uế cảnh sát và cho biết sẽ có 167 cảnh sát mới được bổ sung vào lực lượng năm 2024. Người phát ngôn cũng cho biết mức cắt giảm 1,9% thấp hơn mức trung bình của mức cắt giảm 2,5% đối với tất cả các cơ quan của thành phố và rằng việc cắt giảm sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ công cộng và dẫn đến việc không có cảnh sát nào bị đuổi khỏi đường phố một số chủ doanh nghiệp đã bất bình trước quyết định của Tổng thống Biden cấp hàng trăm ngàn giấy phép lao động cho những người nhập cư bất hợp pháp. Vào tháng 9 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Biden thông báo rằng họ sẽ cấp giấy phép lao động cho hàng trăm ngàn người di cư Venezuela và hàng ngàn công dân Afghanistan đang ở Mỹ, bao gồm cả những người bất hợp pháp. Giấy phép lao động cũng như bảo vệ họ khỏi bị trục xuất trong bối cảnh làn sóng gia tăng lịch sử ở biên giới phía Nam một chủ nhà hàng ở chicago sam sanchez đã nói với the new york times rằng ông rất buồn trước quyết định này và cảm thấy rằng những người nhập cư mới đang nhận được nhiều phúc lợi hơn những nhân viên đang ở nước mỹ hàng thập niên sanchez thành viên hội đồng quản trị của hiệp hội nhà hàng quốc gia nói với the times thật khó chịu khi nhân viên của tôi và những người nhập cư khác đang bị những người mới đến vượt qua những người nhập cư đã làm việc ở Hoa Kỳ trong nhiều năm cũng nói với tờ báo rằng họ rất buồn về việc này. Hoan là người không được tiết lộ tình trạng nhập cư cho biết trong báo cáo. Đối với những người trong chúng tôi ở đây đã cố gắng làm mọi thứ đúng đắn trong một thời gian dài, thật không công bằng khi chúng tôi bị lãng quên. Eduardo Gamara là giáo sư Đại học Quốc tế Florida, Người gần đây đã thăm dò ý kiến cử tri Latino ở Hoa Kỳ lập luận rằng nhiều cử tri gốc Latino không đồng tình với việc Tổng thống Biden giúp đỡ những người mới tới thay vì giúp cho những người nhập cư đã đến đây học Pháp hoặc những người đã làm việc ở Mỹ trong nhiều thập niên mà họ đã nhập cư. Tổng thống Biden cũng đang chịu áp lực từ những người đứng đầu của thành phố ủng hộ nhập cư và các nhà hoạt động nhập cư, những người muốn chính quyền của ông phải cấp giấy phép lao động cho tất cả những người vào Mỹ bất hợp Pháp. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson và thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã kêu gọi DSS gia hạn giấy phép lao động hiện có cho những người nhập cư bất hợp pháp. Lập luận rằng hàng ngàn người sẽ mất việc làm và doanh nghiệp họ sẽ gặp khó khăn và các quận sẽ khó phục vụ những người xin tị nạn mới hơn. Đầu tháng này thì ông Johnson đã thúc đẩy chính quyền tổng thống Biden cấp giấy phép lao động cho gần 500.000 người di cư bất hợp pháp. Ông Johnson cũng cho biết Chicago, nơi có khoảng 2,7 triệu người dân, có thể chào đón một cách thận trọng thêm 400.000 đến 700.000 người di dân bất hợp pháp. Hồ sơ luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas được gửi tới Thượng viện. Hồ sơ luận tội của ông Mayorkas đã được chuyển đến Thượng viện vào ngày thứ Ba, và thư ký Hạ viện cùng với trung sĩ là những người đứng đầu. Những cáo buộc chống lại ông sẽ được đọc to từ bục của Thượng viện ông Mayorkas sẽ có thể là bộ trưởng nội các thứ hai bị luận tội trong lịch sử Hoa Kỳ sau William Belknap, cựu bộ trưởng chiến tranh vào năm 1876. Như vậy là sẽ bắt đầu thủ tục xét xử ông Mayorkas tại Thượng viện, nơi các nhà lập pháp tuyên thệ nhậm chức bồi thẩm đoàn vào ngày thứ Tư. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội Mayorkas vào giữa tháng 2 về điều mà họ cho rằng ông đã không thực thi luật biên giới trong bối cảnh lượng người di cư đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico gia tăng. Cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi trước đó đã thất bại, đã bị ba đảng viên đảng Cộng Hòa và tất cả đảng viên của đảng Dân Chủ phản đối. Các cáo buộc, cáo buộc ông Mayorkas cố tình và có hệ thống từ chối tuân thủ luật pháp và vi phạm lòng tin của công chúng, những cáo buộc mà ông gọi là vô căn cứ. Một quan chức của Bộ Bảo vệ ông Mayorkas cho biết quốc hội đáng lẽ phải luận tội mọi bộ trưởng an ninh nội địa kể từ khi thành lập bộ nếu việc giam giữ tất cả những người di cư là yêu cầu của công việc và không có chính quyền nào bắt giữ 100% những người bị nghi ngờ vượt biên bất hợp pháp. Các thành viên đảng Cộng hòa hàng đầu đã yêu cầu một phiên tòa xét xử hoàn chỉnh tại Thượng viện, nhưng có thể các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện sẽ nhanh chóng bắt bỏ các cáo buộc hoặc gửi vấn đề này ra một ủy ban xét xử. Người đứng đầu thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đã nói là thiếu phẩm giá của Thượng viện nếu rủ bỏ trách nhiệm rõ ràng của chúng tôi và không đưa ra những cáo buộc mà chúng tôi sẽ nghe hôm nay xem xét kỹ lưỡng mà chúng xứng đáng được nhận. Tôi sẽ kịch liệt phản đối cố gắng đưa ra các điều khoản luận tội và tránh nhìn thẳng vào cuộc khủng hoảng biên giới của chính quyền Biden. Tuy nhiên, cơ hội diễn ra một phiên tòa tại Thượng viện là rất mong manh, mặc dù thủ tục luận tội sẽ diễn ra chính xác như thế nào, đến nay vẫn chưa rõ ràng. Thượng viện có quyền bác bỏ phiên tòa hoàn toàn hoặc yêu cầu một ủy ban xét xử thay thế. Các đảng viên đảng Dân Chủ tại Thượng viện phần lớn được cho là sẽ tiến hành bác bỏ hoặc bàn đến một phiên tòa. Ông Mayorkas đã có mặt tại Capitol Hill vào ngày thứ ba trước đó để thúc đẩy các nhà lập pháp cấp thêm tài trợ cho bộ khi ông làm chứng về năm tài chính 2025 của tổng thống Joe Biden. Ông Mayorkas nói với các nhà lập pháp các công chức tận tâm của DHS xứng đáng nhận được sự giúp đỡ đầy đủ và người dân Mỹ xứng đáng nhận được kết quả mà DHS được cung cấp đầy đủ nguồn lực có thể mang lại. Tổng thống Biden nhận được tin không tốt về nền kinh tế ngay trước chuyến thăm Scranton, Pennsylvania. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết lạm phát đã gặp khó khăn trong việc tiến tới mục tiêu của ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách cần thêm niềm tin rằng lạm phát đã giảm trước khi họ có thể hạ lãi suất việc trì hoãn cắt giảm lãi suất có thể là một đòn giáng mạnh vào tổng thống biden vì cho thấy chi phí đi vay có thể cao hơn trong thời gian dài hơn gây khó khăn cho các lĩnh vực của nền kinh tế như thị trường nhà ở các nhà kinh tế nhà ở cho rằng việc chi trả nhà ở đang trở thành một vấn đề đối với bầu cử và cử tri một cuộc khảo sát vào tháng 3 của nền tảng bất động sản Redfin cho thấy hơn một nửa số cử tri nói rằng vấn đề này có thể ảnh hưởng đến người họ bỏ phiếu. Daryl Fairweather, nhà kinh tế trưởng của Redfin cho biết rằng khả năng để trả tiền nhà là ưu tiên hàng đầu của cử tri vì lãi suất thế chấp nhà ở tăng cao cùng với tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng đã đẩy giấc mơ sở hữu nhà ra khỏi tầm tay của nhiều người Mỹ. Trên trang web của nền tảng, Ông Powell đã đưa ra nhận xét của mình tại một tổ chức tư vấn ở Washington D.C. sớm hơn một chút so với Tổng thống Biden, người đang ở Scranton, Pennsylvania, nơi ông sẽ nói về các kế hoạch thuế và quan điểm của mình về nền kinh tế. Chủ tịch của cục dự trữ liên bang chỉ ra rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đã cho thấy việc phục hồi và tăng trưởng, trong khi các nhà tuyển dụng tiếp tục bổ sung việc làm trong bối cảnh điều kiện tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, ông cảnh báo lạm phát đã tỏ ra khó giảm xuống mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Vào tháng 3 cho thấy, lạm phát chỉ số giá tiêu dùng CPI đang ở mức 3.5%, cao hơn so với số liệu của tháng trước. Tổng thống Biden đã đến Scranton để tìm cách giành được chỗ đứng ở tiểu bang quan trọng, trong khi cựu tổng thống Donald Trump dành phần lớn thời gian trong tuần tại phòng xử án tại thành phố New York, trong phiên tòa hình sự đầu tiên của mình Tổng thống Biden tới Pittsburgh vào ngày thứ Tư và Philadelphia vào ngày thứ Năm. Nhưng ông bắt đầu chuyến đi ở Scranton, nơi từ lâu đã đóng vai trò chính trong cuốn tự truyện chính trị của ông. Vào hôm thứ Ba, thành phố 75.000 dân đã tạo nên nền tảng đầu tiên cho những cố gắng của Tổng thống Biden nhằm điều chỉnh lại cuộc trò chuyện xung quanh nền kinh tế. Điều này khiến cho người Mỹ cảm thấy chua chát về tình hình tài chính của họ tại thời điểm lạm phát dây dẳng và lãi suất tăng cao, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp. Tổng thống cho biết Ông muốn làm cho luật thuế trở nên công bằng hơn, giữ nhiều tiền hơn vào túi người Mỹ, đồng thời chỉ trích cựu tổng thống, một tỷ phú là một công cụ phục vụ lợi ích của giới giàu có. Tổng thống Biden đã đề nghị mức thuế tối thiểu là 25% đối với các tỷ phú. Ông nói thêm rằng thuế là cách chúng tôi đầu tư vào quốc gia, giá trị của Scranton hoặc giá trị của Mar-a-Lago, Biden nói. Đây là những tầm nhìn cạnh tranh cho nền kinh tế của chúng ta, đặt ra câu hỏi về sự công bằng căn bản ở trọng tâm của chiến dịch này. Ông phát biểu tại một trung tâm cộng đồng từ một sân khấu được bao quanh bởi biểu ngữ ghi công bằng về thuế cho tất cả người Mỹ. Tổng thống cho biết các chính sách của đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên nhằm cắt giảm thuế cho người giàu với ý tưởng kích thích nền kinh tế đã khiến cho nước Mỹ thất bại, và Donald Trump là hiện thân của sự thất bại đó. Ông nói rằng xuất thân của cựu tổng thống Trump đã dạy cho ông nhiều điều hơn, cách tốt nhất để làm giàu là kế thừa nó, và ông cũng chỉ trích sự sụp giảm mạnh về giá trị thị trường của nền tảng truyền thông xã hội True Social của cựu tổng thống tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn tiếp tục trong phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump ở Manhattan. Ngày thứ hai thì tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn trong phiên tòa lịch sử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu vào ngày thứ ba khi các luật sư cố gắng chọn một hội đồng gồm 12 cư dân của khu Manhattan thuộc đảng Dân Chủ để xét xử vụ án hình sự của cựu Tổng thống một cách khách quan. Khoảng một nửa trong số 96 bồi thẩm viên được thẩm vấn đã bị cho về nhà sau khi nói rằng họ không thể đánh giá một cách khách quan. Người thương gia đã chuyển sang làm chính trị và đang tranh cử vào tòa Bạch Ốc, và ông cũng đang phải chiến đấu với bốn vụ án hình sự. 32 bồi thẩm viên vẫn còn lại vào ngày thứ ba từ nhóm ban đầu, Họ bắt đầu đọc câu trả lời cho một bản câu hỏi về các chủ đề khác nhau, từ những chương trình tin tức mà họ theo dõi cho tới những gì họ thích làm trong thời gian rảnh rỗi. Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, một đảng viên đảng Dân Chủ, đã buộc tội cựu tổng thống Donald Trump 34 tội danh là làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền cho bà Stormy Daniels ngay trước cuộc bầu cử năm 2016. Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng phiên tòa hình sự đang có tác động ngược khi ông vận động tranh cử tại một quán rượu ở New York, thề sẽ cứu thành phố. Cựu Tổng thống Trump đã có một chuyến vận động tranh cử vào tối ngày thứ Ba để Manhattan, Bottega, đồng thời ông nói sẽ cứu thành phố bằng cách làm việc với thị trưởng và thống đốc của đảng Dân Chủ nếu được bầu một lần nữa vào tòa Bạch Ốc cựu Tổng thống đến thăm một quán rượu ở Upper Manhattan vào tối thứ Ba, sau khi dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng xử án ở trung tâm thành phố New York trong ngày thứ Hai của phiên tòa. Cựu Tổng thống Donald Trump được chào đón bởi một đám đông lớn hô vàng, Trump, 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 4 năm nữa, và chúng tôi yêu Trump, đám đông đăng ca quốc ca. Cựu Tổng thống chỉ trích phiên tòa và cáo buộc rằng nó gian lận, tất cả đều là chính trị và xuất phát từ tòa Bạch Ốc nó khiến tôi phải vận động tranh cử ở địa phương và điều đó không sao cả chúng tôi hiện đang làm tốt hơn bao giờ hết vì vậy tôi nghĩ nó đang có tác dụng ngược chúng tôi sẽ vào cuộc thứ nhất quý vị phải ngăn chặn tội phạm và chúng tôi sẽ để cảnh sát thực hiện công việc đó của họ họ phải được trao lại quyền hạn họ phải có khả năng thực hiện công việc của mình và chúng tôi đến new york chúng tôi đang tạo ra một vở kịch lớn cho new york và các thành phố khác nữa nhưng thành phố này, tôi yêu thành phố này. Cựu tổng thống Donald Trump cho biết New York đã trở nên quá tồi tệ trong 3-4 năm qua. Phát hiện Trung Quốc trợ cấp cho cuộc khủng hoảng fentanyl tại Hoa Kỳ Trung Quốc đang trực tiếp trợ cấp cho việc sản xuất tiền chất fentanyl bất hợp pháp để bán ra ngoại quốc và thúc đẩy cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ, một ủy ban quốc hội Hoa Kỳ cho biết vào ngày 16 tháng 4, đồng thời công bố kết quả từ một cuộc điều tra mà họ cho rằng đã hé lộ những sự thúc đẩy của Trung Quốc đối với các hóa chất chết người này. Ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ chuyên về các vấn đề Trung Quốc nêu lên một phút trình cho rằng Trung Quốc tiếp tục cung cấp các khoản trợ cấp dưới hình thức hoàn thuế giá trị gia tăng cho các hãng sản xuất chất tương tự fentanyl, các loại tiền chất và các loại ma túy tổng hợp khác miễn là họ bán chúng ra bên ngoài Trung Quốc. Phúc trình nói rằng, Trung Quốc đã đưa tất cả các chất tương tự fentanyl là chất bị kiểm soát vào năm 2019, có nghĩa là Trung Quốc hiện đang trợ cấp cho việc xuất khẩu các loại thuốc bất hợp pháp theo cả luật của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phúc trình cho biết thêm rằng, một số chất không được sử dụng hợp pháp trên toàn thế giới. Phúc Trình trích dẫn dữ liệu từ trang web của Cục Quản lý Thuế Nhà nước của Chính phủ Trung Quốc, trong đó liệt kê một số hóa chất được giảm giá lên tới 13%. Trung Quốc hiện cũng trợ cấp cho hai tiền chất fentanyl mà các đường dây ma túy sử dụng là MPP và AMPP. Theo trang web của chính phủ Trung Quốc, các khoản trợ cấp vẫn được giữ nguyên kể từ tháng 4, Phúc Trình cũng cho biết. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa trả lời yêu cầu bình luận. Ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Lưỡng Đảng, đã phát biểu trong một phiên lấy lời khai vào ngày 16 tháng 4 rằng các biện pháp khuyến khích của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc muốn có nhiều fentanyl hơn vào Hoa Kỳ. Ông nói rằng Trung Quốc muốn có sự hỗn loạn và tàn phá do nạn dịch này gây ra. Fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc là nguồn cung cấp chính các hóa chất tiền chất được các tập đoàn ma túy ở Mexico tổng hợp thành fentanyl. Chính phủ Mexico cũng đã yêu cầu Trung Quốc làm nhiều hơn để kiểm soát các chuyến hàng fentanyl. Trung Quốc thì phủ nhận cáo buộc này và nói rằng chính phủ Hoa Kỳ phải làm nhiều hơn nữa để giảm nhu cầu trong nước Mỹ. Tổng thống Pháp muốn có lệnh ngừng bắn tại các chiến trường, Ukraine kêu gọi đồng minh giúp đỡ hệ thống phòng không. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên kế hoạch tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân dịp Thế vận hội Olympic cho các cuộc xung đột lớn trên thế giới, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine và giải Gaza. Cố gắng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là nhiều thử thách trong bối cảnh nguy cơ xung đột căng thẳng ở Trung Đông và cuộc chiến của Nga và Ukraine đang bước sang năm thứ ba, và Sudan đang phải hứng chịu một thảm họa mức độ lớn với nạn đói sau cuộc chiến kéo dài một năm. Ukraine vào ngày thứ Hai 15 tháng 4 một lần nữa kêu gọi các đồng minh thực hiện các bước đi phi thường và táo bạo, cung cấp lực lượng phòng không nhằm giúp chống lại làn sóng không kích của Nga nhắm vào hệ thống năng lượng trong những tuần gần đây. Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Nga đã tấn công hạ tầng công cộng năng lượng của Ukraine kể từ giữa tháng 3, làm cho Ukraine đưa ra những lời kêu gọi ngày càng tuyệt vọng về sự giúp đỡ về phòng không. Ngoại trưởng Mitro Koliba phát biểu tại hội nghị an ninh hắc hải thông qua liên kết video rằng Ukraine kêu gọi đồng minh ủng hộ Patriot và các hệ thống phòng không, vũ khí và đạn dược tân tiến khác. Các đồng minh phương Tây tỏ ra miễn cưỡng trong việc gửi thêm lực lượng phòng không tới Kiev, trong khi Ukraine cần 26 hệ thống Patriot để bao phủ toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Đức đã cam kết cung cấp một hệ thống khác sau lời kêu gọi từ Ukraine. Bộ trưởng Ukraine đã ca ngợi tính hiệu quả của sự giúp đỡ của đồng minh dành cho Israel trong việc đẩy lùi cuộc tấn công trên không của Iran vào cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia hãy làm theo tấm gương đó khi nói đến Ukraine. Thống kê từ chính phủ Anh Quốc, người Việt Nam vượt biên vào Anh đông hơn các công dân nước khác. Người Việt Nam vượt biên vào Anh thông qua eo biển Mench đông hơn bất cứ công dân của quốc gia nào khác từ đầu năm đến nay, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh công bố vào ngày 15 tháng 4. Chính phủ Anh cho hay, số di dân Việt Nam năm nay tăng vọt, góp phần nâng di dân lên cao kỷ lục. Vào ngày Chủ nhật, khoảng 534 di dân đã vượt biên vào Anh, nhiều nhất trong một ngày từ đầu năm 2024 cho tới nay. Từ đầu năm tới nay, có tổng cộng 6.265 người vượt biên vào Anh, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7% so với năm 2022. Vào ngày thứ hai, thì phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh nêu số người Việt Nam đã tăng lên nhằm kêu gọi quốc hội thông qua dự luật Safety of Wanda để cứu mạng những người bị băng đảng buôn người bóc lột. Năm 2023, có 1.323 người Việt Nam vượt biên vào Anh thông qua eo biển Manch, hơn gấp đôi so với 505 người của năm 2022. Con số này năm nay tiếp tục tăng, khiến cho người Việt Nam trở thành nhóm di dân qua eo biển Anh đồng nhất. Biên phòng Anh cho biết, di dân Việt Nam đi bằng thuyền nhỏ, mọi chiếc nhét tới 20 người. Di dân Việt Nam chọn đi thuyền nhỏ, tránh đi đường bộ, Do Anh quốc gia tăng khám xét xe vận tải sau vụ 39 người Việt thiệt mạng trên xe vận tải ở Essex vào năm 2019, di dân Việt Nam thường bị băng đảng bán cho tiệm nail, những trang trại trong cần xa, nhà hàng và kỹ nghệ tình dục ở Anh. Có người đi châu Âu, qua ngã Syria hoặc Romania bằng visa lao động, nhưng rốt cuộc chỉ tìm được việc lương rất thấp, môi trường làm việc tệ hại. Rồi nhiều người đi tiếp qua khắp châu Âu lại nghĩ rằng chỗ khác đỡ hơn. Bà Udin, một nhà Bông cứu nạn buôn người đã cho biết bà mimi vũ là chuyên gia chống nạn buôn người và nô lệ thời đại ở việt nam cho biết có di dân phải vay tiền để trả khoảng 18.000 đô la cho tới 25.000 đô la cho băng đảng buôn người. Do lãi suất quá cao, 700% cho tới 1.000%, nhiều di dân bị buôn qua châu Âu cố gắng làm việc chỉ để trả nợ, gửi tiền về gia đình và đủ sống qua ngày. Vào ngày thứ hai, thì ông James Cleverly, Bộ trưởng Nội vụ Anh, điện đàm với Bộ trưởng Công an của Việt Nam giữa lúc giới chức hai bên đang hoàn thành thỏa thuận mới để ngăn chặn di dân Việt Nam. Vào tháng trước, Bộ Nội vụ Anh đã mở một chiến dịch trên mạng xã hội ở Việt Nam để cảnh báo mối nguy hiểm khi vượt eo biển Manch bằng những con thuyền nhỏ. Ông Tập Cận Bình của Trung Quốc nói với Thủ tướng Đức, cộng tác không phải là rủi ro. Chuyến thăm 3 ngày của Thủ tướng Sô của Đức đến Trung Quốc ngay vào thời điểm khó khăn khi Liên minh châu Âu đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc chiến lược, được gọi là giảm bớt rủi ro, và điều tra xem liệu các nhà sản xuất Trung Quốc có bán phá giá hàng hóa được trợ cấp trên thị trường của mình hay không. Trong cuộc gặp gỡ hơn 3 tiếng đồng hồ ở Trung Quốc, cả ông Tập Cận Bình và ông Sô đều nhấn mạnh phạm vi gia tăng trao đổi kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á và châu Âu chúng ta phải xem xét và phát triển mối bang giao một cách toàn diện từ góc độ chiến lược và lâu dài, ông Tập nói. Ông Tập bác bỏ những khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc Trung Quốc sản xuất dư thừa công nghệ xanh như xe điện vốn được hỗ trợ không công bằng bởi các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước Trung Quốc. Việc xuất khẩu xe điện, pin lithium và các sản phẩm quan điện của Trung Quốc không chỉ làm phong phú thêm nguồn cung cấp cho toàn thế giới và giảm bớt áp lực lạm phát mà còn góp phần to lớn vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh và giảm carbon, ông Tập đã nói với thủ tướng sở của Đức. Đức và Trung Quốc nên cảnh giác trước chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, xem xét vấn đề năng lực sản xuất một cách khách quan và biện chứng từ góc độ định hướng thị trường và toàn thế giới, ông Tập nói. Ông Sho cùng với hàng loạt các thương gia Thấp Tùng trong chuyến đi đã thận trọng trong việc đẩy xa Trung Quốc, một thị trường quan trọng đối với Đức. Người lãnh đạo Đức đã nói rằng liên minh châu Âu không nên hành động vì lợi ích bảo hộ của mình. Tuy nhiên, ông nói tại Thượng Hải vào ngày 15 tháng 4 rằng sự cạnh tranh giữa các hãng phải công bằng. Nói cách khác, không có hành vi bán phá giá, không có sản xuất dư thừa, bản quyền không bị vi phạm. Ngày 16 tháng 4, khi gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, ông đã thúc giục Trung Quốc cải tiến điều kiện kinh doanh cho các công ty của Đức, bảo đảm có được thị trường bình đẳng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và một hệ thống pháp lý đáng tin cậy. Tôi bày tỏ mối lo ngại của mình rằng các quyết định chính sách kinh tế đơn phương ở Trung Quốc đang tạo ra những khó khăn lớn về cơ cấu cho các công ty của Đức và châu Âu thị trường lớn, chuyến đi Trung Quốc đã đưa ông Sô so đến những thành phố lớn như Trùng Khánh ở Tây Nam, nơi ông đến thăm nhà máy pin nhiên liệu hydro của nhà cung cấp xe hơi Đức Porsche và tháp tôn ông có các giám đốc điều hành cao cấp của Đức như Ola Colonius, chủ tịch của Mercedes-Benz và Oliver Zipse, giám đốc điều hành của BMW, cho thấy tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Quân đội Israel yêu cầu người Palestine không quay trở lại phía bắc Gaza sau khi các nhân chứng nói rằng quân đội đã giết chết 5 người. Hàng trăm ngàn người Palestine đã rời khỏi miền Bắc sau khi lực lượng Israel lần đầu tiên phát động cuộc tấn công ở đó, ngay sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào miền Nam Israel. Trong những tháng giao tranh kể từ đó, phần lớn miền Bắc đã bị sang phẳng, trong đó có phần lớn thành phố Gaza, theo Liên Hiệp Quốc. Sau nhiều tháng, Israel hạn chế viện trợ cho miền Bắc, Khoảng 300.000 người vẫn ở đó hay đứng trước bờ vực của nạn đói. Tuy nhiên, nhiều người Palestine vẫn muốn quay trở lại, nói rằng họ chán ngấy những điều kiện mà họ phải chịu đựng khi di tản. Trong nhiều tháng, các gia đình đã bị nhét vào các lều trại, nơi trú ẩn, được chuyển thành trường học và nhà của những người thân trên khắp phía nam của dãy Gaza. Một số người cũng lo ngại việc ở lại Rafah thị trấn cực nam của Gaza, vì Israel cho biết họ có kế hoạch tấn công để tiêu diệt tận gốc Hamas. Cuối ngày thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Golan đã gặp các quan chức hàng đầu để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Rafah. Văn phòng của ông cho biết, cộng đồng thế giới bao gồm cả Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch tấn công này, cho rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho khoảng 1 triệu 400 ngàn người Palestine đang trú ẩn ở Rafah hơn 100 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương trong dịp lễ tạc nước của Thái Lan. Lễ hội Songkran của Thái Lan năm nay được biết có 116 người chết, gần 1.000 người bị thương do tai nạn. Là một trong những lễ hội thu hút khách du lịch bậc nhất ở Thái Lan, nhưng năm nào vào ngày lễ mừng năm mới truyền thống của người Thái Songkran cũng thấy lượng thương vong gia tăng. Vào năm nay, trong 3 ngày hội chính tổ chức từ ngày 11 tháng 4 tới 13 tháng 4, Thái Lan cho biết có 936 vụ tai nạn ở đường bộ, 116 người tử vong, gần 1.000 người bị thương, gồm cả du khách và người dân địa phương. Số liệu này do Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai của Thái Lan cho biết. Trong đó, thành phố Nakhon Si, Thammarat và Songkhla có số vụ tai nạn cao nhất, với 39 vụ mỗi nơi. Songkhla có số người bị thương cao nhất là 45 vụ. Bangkok đứng đầu danh sách tử vong với 8 trường hợp được thấy. Nguyên nhân gây ra tai nạn hàng đầu là chạy quá tốc độ, chiếm 40,05%, sai rượu lái xe 27,81%, đụng xe 16,84%. Phương tiện gây tai nạn nhiều nhất là xe Honda, chiếm 85,5%. Tai nạn xảy ra nhiều nhất trên các đoạn đường thẳng, chiếm 81,63%. Vụ việc xảy ra trên đường xa lộ là 35,97% và trong thành phố là 30,1%. Đặc biệt vào tối ngày 14 tháng 4 tại Bangkok, đã xảy ra việc du khách ngoại quốc tử vong khi đang tham gia lễ hội té nước. Người này đã làm rớt súng nước xuống kênh và bị chết đuối khi nhảy xuống dòng nước để tìm cây súng. Lượng du khách đến Thái Lan vào dịp này tăng vọt, ước tính hơn 120.000 lượt người, mang lại nguồn doanh thu lớn cho ngành du lịch. Tuy nhiên, ngày hội này cũng thường bị gắn với cái tên gọi là ngày nguy hiểm bởi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng gây tử vong. Tin Việt Nam, Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới ở Phong Nha, Kẻ Bàn. Với 22 hang động vừa được phát hiện, vườn quốc hang động Phong Nha Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình đã có hơn 500 hang động, trong đó có khoảng 40 hang động du khách được đến thăm. Tờ báo trong nước vào ngày 15 tháng 4 dẫn lời ông Phạm Hồng Thái, giám đốc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết, một đoàn thám hiểm hang động người Anh và Việt đã khảo sát hang động tại huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, phát hiện 22 hang mới. Theo đó thì các hang động có chiều dài từ 30 m cho tới 572 m, độ cao của cửa hang từ 46 m cho tới 550 m và độ sâu từ 32 m đến 154 m. Trong vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có 7 hang động mới với tổng chiều dài là 1.415 m. Vùng đệm có 7 hang mới dài 1.027 m. Những khu vực lân cận thuộc xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa có 11 hang động với tổng chiều dài là 1.108 m. Trong đó có 4 hang dài nhất là hang Va 516 m, hang 12 tháng 2 Trai là 404 m, hang Vực Hung 430 m, hang ông dâu 572 m. Một nhà thám hiểm trong đoàn khảo sát cho biết, đa số các hang động vừa phát hiện đều lung linh huyền ảo, mỗi hang động mang những nét riêng biệt, đại diện cho giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo thủy văn từng khu vực của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ông Phạm Hồng Thái cũng cho biết, các hang động mới được phát hiện chỉ mới nằm trong phạm vi nghiên cứu, xác định vị trí và mô tả do vậy cần phải có thời gian khảo sát và nghiên cứu làm rõ hơn giá trị qua đó có những nhận định trong việc bảo tồn và khai thác những hang động này tại vườn quốc Hang động Quảng Bình nổi tiếng nhất là động Phong Nha nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch cách thành phố Đồng Hới khoảng 45 cây số là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm đến được nhiều du khách đến Quảng Bình ghé thăm nhất. Trong khi đó, hang Sơn Đồng là hang động được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, có tổng chiều dài gần 9 cây số, vòm hang rộng với thể tích 38,5 triệu khối. Trong hang có chứa nhiều thạch nhũ với kích thước khổng lồ, cao hơn 80 mét, chứa cả rừng cây nguyên sinh đang phát triển, hệ sinh thái, thời tiết riêng và dòng sông ngầm. Ngoài ra, hệ thống hang động Tú Làng gồm 20 hang động như hang chuột, tú làng, tổ mộ, hung tông, bí mật, khen, son, kim, tiền nằm trong khu rừng nguyên sinh và các dãy núi đá vôi với diện tích hơn 650 hecta thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Nơi đây được kết nối từ 8 thung lũng và các dãy núi khác nhau thông qua sông ngầm và hệ thống hang động nằm bên ngoài vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Mình đã từng đi tới Phong Nha – Kẻ Bàng và mình thấy những cái hang động thật là khổng lồ đó với mình đúng mình rồi. vô rất là nhỏ bé nhưng mà Lộc thích nhất là lên động thiên đàn ừ. tại vì lên động thiên đàng đúng là lên thiên đàng đang nóng vậy đó ừ. bước lên cái là nó mát lạnh như là máy lạnh mà khoảng uh, tốc độ mà tối đa mà thổi. nó phun thổi tối đa cho mình vậy đó mát lạnh đúng rồi à, cũng thuộc uh, vườn quốc gia phong nha kẻ bàng đó quý vị hồng lan thấy cái động thiên đường nó còn đẹp hơn nữa ừ. nhưng mà lan lộc chưa đến được hang sơn đồng sơn đồng là hang đó mình muốn đến thì mình phải ghi danh trước thời gian rất lâu là dường như là có một cái tổ chức bảo vệ họ chuyên về cái những cái hang động mà ở khu vực này đó quý vị À, cho nên rất là khó để mà vào được cái hành động đó. Thì không Loan biết theo lời của những người hướng dẫn người ta nói với mình thôi. Là họ cần thời gian để mà họ training mình, cho mình thích hợp đi bộ một thời đoạn đường dài và sức khỏe mình phải tốt. Và nhất là mình phải có thời gian. Lập như là không có thời gian. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào cô chú Hồng Loan Bảo Lộc. Con là khán giả của chương trình cô chú. Xin cô chú giúp cho con tìm ba của con. Tên của con là Quốc Duy. Hiện con đang sống ở Houston, Texas. Ba con tên là Lý Đạt Huy, quê ở Hà Tiên, Việt Nam. Qua đảo Pulau Bi Đông năm 1985, đi tàu số MB271. Trong những người đi chung với ba của con có cô Trúc, cô Châu, cô Nhung, chú Bình, mấy cô chú có trong hình, còn hình con là chụp với ba con, lúc con hơn một tuổi. Vào tháng 9 năm 1987, con có qua Canada và gặp ba con ở Edmonton, nhưng sau đó đã mất liên lạc cho tới nay. Xin cô chú xem được chương trình này nếu biết được ba con là Lý Đạt Huy, hoặc ba con xem được thì xin gọi cho con nha, con nhớ bà lắm. Con cảm ơn chương trình rất nhiều. Địa chỉ email của con là duyphung com 19 at gmail com hoặc là số điện thoại 346 208 4990. Ba là phòng loan cái mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, sáng ngày hôm nay cô áo vàng muốn làm gì vui vui đây? Một màu áo vàng rực rỡ, mong là chúng ta sẽ có tin vui vào những ngày tới. Đúng rồi, có tin vui đi quý vị ơi. Dạ. Yeah. Thôi bây giờ cái chuyện vui lấy hên mở lọc ơi. Kể chuyện vui hả? Hình như lâu quá mình không có cái công mà cái chuyện vui lấy hên. Đúng rồi, ngày hôm nay cái chuyện vui. Để lấy hên thôi nha, ừ. chủ ý là lấy hên Hồi nãy mình nói về chuyện Mà gọi là kèm nén lại Sự mà nổi giận đó à. Thì có một cái câu châm ngôn như vậy Người ta khuyên nhau như vậy Khi mà con cái làm bạn Phải phát điên lên nỗi khùng Thì hãy đọc câu thần chú này Con tao, con tao, con tao, giống tao, giống tao, giống tao Tự nhiên nó xa hết đi Con mình nó giống mình Nó đúng, nó xa gì cũng giống mình Con giống cha là nhà có phước còn nếu như mà vợ của bạn làm cho bạn nổi điên lên, nổi khùng lên, thì hãy đọc câu thần chú như sau. Tao chọn, tao chọn, tao chọn, tao đuôi, tao đuôi, tao đuôi. Tao chọn, tao đuôi vậy. À? Tao đuôi, tao chọn. Ừ. Ngài Bảo Lộc đọc mấy lần? Hả? À? Ngài Bảo Lộc đọc thần chú mấy lần? Hình như nó nằm trong tiềm ẩn, sao <laughs> nhớ được hết đếm không hết luôn ạ à? sao đếm được gọi là câu thần chú thì bất cứ lúc nào mình gặp cái chuyện gì đó thì mình phải đọc lên à hay chỉ lâu lâu thấy cái miệng làm mẩm làm mẩm là chắc ta chọn, ta chọn ta chọn ta chọn ta đu ta đu ta đu <laughs> cái đó vợ đọc cũng được nha phải không vậy là mốt bỏ đọc sẽ thấy hồng loan đọc hoài cho anh coi cái này câu thần chú cho mọi người <laughs> <laughs> ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.